Đây các bạn ơi, hiện tại thì bị cỡ các siêu nhân người nhà bọn tôi thì đang đi tới một cái bờ biển các bạn. Đây, wow đây. Đây, cuối cùng cũng tới rồi các bạn. Thì hôm nay biệt đội các siêu nhân người nhện Spider-Man bọn tôi sẽ đi ra ngoài biển để câu cá các bạn. Wow đây, tổng cộng thì có 6 siêu nhân người nhện đi câu cá các bạn. Đây, bọn tôi còn chuẩn bị một chiếc thuyền các bạn. Đấy, chúng ta sẽ ra ngoài biển rất rất xa ngoài biển để câu cá nha. Nghe nói là ở cái vùng biển này có rất là nhiều cá lớn luôn ơi. Đấy, ra ngoài đó câu nha. Đây, ok, bây giờ sẽ lên thuyền thôi các bạn. Đây, bây giờ thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ dùng thuyền để di chuyển ra ngoài biển để câu cá các bạn. Đấy, đây các bạn, sau một hồi thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi đã lên một cái chiếc thuyền các bạn. Đấy, bây giờ sẽ ra rất là xa ngoài biển để câu cá nha, tại vì ở gần ở trong bờ này thì cá nó rất là nhỏ luôn ơi. Đấy, sẽ ra rất là xa ngoài biển để câu cá lớn các bạn, hiểu chưa? Wow này các bạn, đây, đây là một cái bờ biển các bạn. Chỗ này thì rất là ít người dân luôn, không có người nào đi câu cá hết trong ơi, chỉ có biệt đội các siêu nhân người nhện Spider-Man bọn tôi thôi. Đây, ok, đây, đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu cá các bạn. Đây, không biết là chỗ này thì cá nó lớn hay không các bạn. Đây, đầu tiên thì siêu nhân người nhện tôi sẽ thả câu các bạn. Đấy, bạn thấy chưa? Wow wow wow, có cá nó cắn câu được luôn ơi. Đây, giật lên nha. Wow, được một con kìa. Đấy, ủa nó rơi xuống biển, rơi xuống thuyền rồi. Tại tôi hãy cho hiện tại biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi vẫn đang câu cá các bạn. Thấy chỗ này thì cá rất là lớn luôn ơi. Tại tôi hãy cho sóng đánh rất là nhiều luôn nha. Đại giật lên nha. Đại giật lên. Ui rồi không có ta. Đại nãy giờ câu nãy giờ mà vẫn chưa có cá các bạn. Đại wow wow giật lên các bạn. Ui không có các bạn ơi. Làm như là chỗ này thì mấy con cá nó bị con gì nó ăn thịt hết rồi các bạn ơi. Đây, tôi thấy cho. Câu nãy giờ mà cũng chưa giật được một con cá nữa các bạn. Đây. Ui, được con chứ. Đây đây. Wow, ui, rơi xuống rồi. Đây, tiếp tục câu nha. Đây. Chỗ này thì cá rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow. Wow, được một con rồi các bạn. Đâu rồi? Con cá nó rơi ngay đây nè. Ui rồi. Câu được, có rất là nhiều cá ở đây luôn các bạn. Nhưng mà ngặt con cá là cá nó khi mà các bạn giật cái cần câu các bạn thì con cá nó sẽ rơi ra ngoài thuyền nha. Đây. Đấy, con thấy chưa? Hiện tại biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi vẫn đang câu cá nha. Wow. Ai được một con các bạn. Ai, ủa nó rơi xuống rồi. Ủa nó rơi xuống rồi các bạn. Đây người nhện tôi sẽ lặn xuống nha. Đây, ủa rồi. Con cá nó rơi, rõ ràng là câu được một con, sau đó giật xuống thì chiếc thuyền các bạn. Wow, có rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây. Đây các bạn. Đây có mấy con cá nè. Đây. Mấy con cá ngừ đại dương nha bạn. Wow, rất là nhiều luôn. Đây, ở đây thì có một cái bụi bụi rong, bụi rêu gì nè bạn. Đây. Ui ui đây các bạn. Đây có một con gì nè. Wow. Đây. Đây có một con cá gì rất là lớn luôn ơi. Đây. Đây hình như là một con Megalodon Spider các bạn. Hay còn gọi là một con cá mập nhện các bạn. Đây. Ui dồi nó to lắm rồi. Đây, hiện tại thì người nhện tôi đã phát hiện ra một con cá mập rất là lớn luôn. Đây ra đây. Ui dồi nó to các bạn. Đấy thấy chưa. Đây tôi tiêu rồi. Thì ra là cái vùng biển này là nơi mà mấy con cá mập Megalodon bọn chúng sinh sống các bạn ơi. Đây có một con rất là lớn nè. Đây nó đang cũng may là người nhện tôi đang núp ở trong một cái bụi rong, bụi rêu gì nè bạn. Đây ở đây có một cái bụi rêu ở sống ở dưới biển nè bạn. Tôi đang núp ở đây nè. Con cá mập nó vẫn chưa phát hiện ra nha. Đây, phải nhanh chóng bơi lên thuyền và rồi có đây thôi các ơi. Đây, chiếc thuyền của các anh em sinh dân người nhện bọn tôi ở đằng kia kìa. Ây da, tôi hiểu rồi. Đang câu cá mà tự nhiên lại xuất hiện. Thì ra là cái vùng biển này là cái vùng biển của mấy con cá mập Megalodon Spider các bạn. Đấy, bọn chúng sinh sống ở đây nè. Hèn gì mà không có người dân nào đánh bắt cá hay là câu cá ở đây hết các ơi. Thì ra là bọn họ sợ mấy con cá mập nhện này các bạn. Đấy, phải nhanh chóng thông báo với các anh em sinh dân người nhện và rồi ở đây thôi các ơi. Đánh lắm. Đây, hiện tại được ở các siêu nhân người nhện bọn tôi câu cá ở một cái vùng biển này là một cái vùng vực biển không có người dân ở đây luôn các bạn.
tại không có người dân nào đi câu cá hay là có thuyền bè nào các bạn. Thì ra là cái vùng biển này là nơi mà mấy con cá mập Megalodon Spider bọn chúng sinh sống nha. Ai bọn chúng rất là lớn luôn. Ây da, 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 da. À, hiện tại thì người nhà tôi đã leo lên thuyền rồi ơi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi nha. Đây, hiện tại thì các siêu nhân người nhà bọn tôi đụng độ một con cá mập Megalodon Spider rất là lớn luôn ơi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đây, các siêu nhân người nhà bọn tôi bây giờ sẽ nhanh chóng quay trở vào bờ các bạn, trước khi mấy con cá mập Megalodon Spider bọn chúng phát hiện ra nha. Đây, nhanh chóng. Ui bạn, có một con nó phát hiện ra rồi các bạn. Ai, ui giời, nó đuổi theo rồi các bạn. Cha, ai. Hiện tại thì có một con cá mập nó đang đuổi theo chiếc thuyền của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi các bạn. Đây, nó ở dưới đây nè. Ấy, nó đưa đầu lên các bạn. Ui giời, nó rất là to luôn các bạn. Đây, ui nó tấn công chiếc thuyền rồi. Ai da, ai. Đây các bạn, ở đây có một cái chiếc tàu. Một cái chiếc tàu rất là lớn nó bị chìm nè bạn. Đây, chắc là bị mấy con cá mập Megalodon Spider nó cắn chiếc thuyền này chìm rồi bạn. Ai có thấy cho. Ui dồi ôi, ai, ủa nó được, ấy nha. Ui dồi ôi, nó tấn công chiếc thuyền của các siêu nhân người nhện bọn tôi bay lên luôn bạn. Ai, nó nhanh chóng, ủa nó đang đuổi theo ở phía sau đó thôi. Xong rồi. Làm sao đây các bạn. Ai nó dưới nè. Xong rồi, nó kìa, cái đầu của nó nè bạn. Ui dồi ôi, ai. Nó đang dùng miệng của nó để táp cái chiếc thuyền của các siêu nhân người nhện bọn tôi vậy. Ở đây, đây có một chiếc tàu du lịch các bạn. Rất là lớn luôn nhưng mà bị chìm các bạn. Đây. Ui dồi, nó đang tấn công chiếc thuyền các bạn. Nhanh chóng rồi khỏi đây các bạn. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi đã leo lên cái chiếc thuyền mà cái chiếc tàu du lịch mà bị đắm các bạn. Ai, chiếc tàu này nó bị chìm rồi. Ai, hiện tại đang bị con cá mập nó tấn công quá trời luôn ơi. Ai, bây giờ bọn tôi sẽ leo lên đây nha. Ai, ủa nó hất lên chiếc thuyền các bạn. Ghê chưa.